Không hiểu hôm trước có ông nào nhắc đến sốt chanh leo lại làm tôi thèm, nên là tôi ra luôn video hướng dẫn cách làm sốt chanh leo cực kỳ ngon, nấu được tất cả các loại ốc luôn. Nhưng cái này là Thanh hướng dẫn cho mọi người về nhà nấu nhá, chứ ra tới quán của Thanh là gọi chưa có đâu. Rất là ngon nhưng mà quán của Thanh đã có tới 20 loại sốt, quá nhiều rồi. Giờ bắt các em bếp học thêm món mới lại mất khá là nhiều thời gian để điều chỉnh, nên chắc chắn một thời gian nữa mới triển khai được. Nhưng giờ các anh chị em mà muốn kinh doanh hoặc nấu ăn tại nhà có thể mua nguyên liệu về và chuyển luôn được nhá. Trước đây thì chanh leo ứng dụng vào khá là nhiều món Âu để làm những món như là salad, bò Mỹ hay là cá hồi. Một vài năm gần đây thì các nhà hàng khách sạn đã biến tấu thêm và ứng dụng vào các món như ốc hải sản. Đúng thực sự rất ngon và rất hợp lý. Mỗi đầu bếp sẽ có một cách làm riêng, có người thì xay hạt, có người thì đời nguyên lấm tấm, có người thích nấu đặc sánh, có người lại thích nấu loãng. Làm cách nào cũng được, không cần phải là ngon nhất, nhưng luôn luôn phải phù hợp nhất. Mỗi lần có món mới dù quán đã triển khai hay chưa triển khai, đều không ngần ngại chia sẻ với anh em. Còn ai mà ngại làm thì cứ qua quán mới của Thanh tại 91T, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chắc chắn là sẽ chưa bán đâu nhưng sẽ mời mọi người dùng thử miễn phí. Biết đâu sau này lại là một trong những món sốt hot trong chuỗi cửa hàng của Thanh thì sao?